con nhà ai? Là con nhà ai vậy kìa? Là con nhà ai mà? Con nhà người ta, bé cần thành công tương xứng, chứ không cần xưng vua xưng tướng. Khi có ai hỏi cháu làm gì, chỉ có thể là chỉ làm giàu. Nghe cô hàng xóm kể về con nhà người ta, làm cho bao con tim sao xuyến khi mà tay cầm tiền nguyên tiếp đi đường quyền. Âm nhạc nổi lên là mình muốn nhảy tới nơi rồi, nhưng mà mình hoa hậu mà, kiềm chế một xíu. Yeah, I just do it baby. Cái đàn Ricky Star rất là dễ thương. Hello ladies and gentlemen. Ricky OTD, yeah. Em mà đến từ đâu mà sao lại xinh như thiên thần. Anh là trai miền Tây còn gọi là thanh niên chuyên cần. Mỗi khi đi bên em anh thấy tim anh phấn chấn. Anh không muốn để xa baby, anh muốn thường xuyên gần. Để anh đến đón ở đền trước hiên nhà. Trên con xe Honda cứ như đang lướt thiên hà. Một tình yêu đơn giản như Shichen Obito. Đưa em đi từ Sài Gòn qua Tokyo. It's gotta be your love. Các bạn người mẫu trình diễn thì đây là một màn kết hợp quá hoàn hảo và mang đến cho người xem từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Wow, do it just like that, yeah baby how you do it. We just gonna move it. Put it up, put it up. Put it up, put it up, yeah. Put it up, put it up. Ricky OTD đến đây để put it up, yeah. Bring it up, bring it up. Put it up, put it up. Put it up, put it up. Ricky Star thì không có quá xa lạ với Minh Tú. Nghe ca nhạc, nghe rap là một trong những thể loại nhạc mà Minh Tú rất là yêu thích từ còn bé rồi. Rồi sau đó được xem thời trang nữa là một trong những đam mê của mình, cho nên mình rất là phấn khích. Nên là lúc đó quên đi việc dự đoán là sẽ thi gì rồi. Em đang run được không? Đang run được không? Uống cà phê rất là nhiều nhưng mà hôm nay thì em không có uống, nhưng mà em vô đây em ngồi trong đây em vẫn thấy em say cà phê, em không biết sao nữa. Thấy tia ai là có hơi bối rối á. Em cũng không biết sao là hôm nay em run hơn ngày thường rất nhiều. Ở đây nè, rap theo không thuộc luôn, dù là hơi đớp một chút xíu nha. Nhưng mà ok ok. Xin anh là muốn nhảy lắm rồi ấy. Hay là thôi em cứ nói thật lòng mình đi, là bây giờ xin anh rap cho một đoạn em lên em nhảy em. Đúng không? Mọi người đồng ý đúng không ạ? Ok, anh đếm 1, 2, 3, 4 nha. 1, 2, 3, 4. Bé luôn kêu ba mẹ tự hào lúc bữa đi tới không cho gì nào. Biết chơi biết ngủ con cá anh ra trong mọi tình huống. Biết sử dụng nào, biết đọc biết cầm kẻ tiêu bẩn. Biết tất cả như dramatic cho không biết gì cho ta tiêu. Baby how you make it. Tất cả đều là do baby make it. ANSB em luôn khác biệt. Dễ chịu, dễ chịu, dễ thương, dễ chiêu. Nhưng mà không dễ hiểu nè. Rồi, cảm ơn Lê Xuân Anh vì màn thể hiện vừa rồi. Cảm xúc của anh bây giờ quá tuyệt vời, bởi vì là rất là vui mừng khi đứng ở cạnh em. Ngày hôm nay xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Bé cần thành công tương xứng, chứ không cần xưng vua xưng tướng. Khi